Thiếu em đến đây ở cái khoa nào nhỉ? Cấp cứu. Cảm ơn anh Hiếu, phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tôi là Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc Caritas của Tòa Giám mục Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ ủng hộ cho bệnh nhân này một chuyến xe miễn phí để đưa bệnh nhân ra ngoài Hà Nội để được chữa trị. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị để lên đường. Từ từ.
cô Vũ xin xin chào xin khánh à xin lễ xin khánh cho con đó. Ừ. Rồi bây giờ làm sao rồi? Trời nay con đi xuống con đi khám lại. À vâng. Con Chúa ban cho con được khỏe. Lên xe đi. Khi đặt con bị cái gì là có cha Hùng. Đấy bây giờ. Vậy chị là độc thân này, chị không không có gia đình đúng không? Ừ. Hôm nay đưa chị đi Hà Nội nha. Ừ. Chứ làm sao mà là đang nấu mà lại bất cẩn nha. Không may. Bị lâu chưa? Từ hôm bỏng đến giờ phải đến gần nửa tháng rồi. Gần nửa tháng rồi. Chị bị bướu cổ là từ nhỏ nha. Từ nhỏ nó bị nha. Gia đình khó khăn. Bây giờ chỉ có các cháu thì giúp thôi nha. Đây là các cha bên tòa giám mục Thanh Hóa nha, bên nhà thờ đạo đó. Thì sẽ giúp cho gia đình một chuyến xe này đi ra bệnh viện bỏng trung ương nhé. Đây là chuyến xe miễn phí không đồng. Thì chúc cho bệnh nhân ra ngoài đó rồi gặp thầy gặp thuốc nhá, mau được khỏi để đi về. Xin hết lòng cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã luôn đồng hành giúp đỡ để chúng tôi có những cái chuyến xe không đồng để đưa bệnh nhân đi chữa bệnh. Hết lòng cảm ơn quý vị, nhất là cảm ơn chị Ngọc Linh, cảm ơn Thiên Lý Nguyễn, cảm ơn anh Hùng Ba Lan ở Harrisburg, Pennsylvania, và các ân nhân đã giúp đỡ để chuyến xe cứu thương của Caritas Thanh Hóa luôn được tiếp tục lăn bánh ở trên đường để đưa bệnh nhân đi chữa bệnh. Xin Chúa chúc lành cho công bội hậu cho tất cả và xin hãy cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Tôi chở bệnh nhân đi Hà Nội để cấp cứu. Bây giờ xe đi Hà Nội. Không bị tai biến là chắc bị lại mấy lần rồi à?
cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa, cảm ơn chị Ngọc Linh, anh Hùng, thầy Hùng ở Harrisburg, Thiên Đình Nguyễn và các ân nhân đã ủng hộ chuyến xe cứu thương này. Xin chúc lành chẳng không bởi hậu cho tất cả. Và đây là bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đây là Sơ Hải, hôm nay Sơ Hải đã ra Thanh Hóa để tiếp tục cái hành trình yêu thương, đến thăm những người nghèo, những người bệnh, những người bất hạnh xấu số. Và hiện tại thì Sơ Hải đang đứng ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để chuẩn bị đi thăm một số bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng. Sơ Hải cho biết cảm tưởng của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, Sơ Hải. Cái cảm tưởng là đứng trước bệnh nhân sao lại bị kêu không đã? Sao đứng trước mặt Chúa với thấy run, chứ đứng trước mặt cha thường thì có gì mà lại run? Thấy mình yêu thương, còn thấy đứng trước mặt cha thường thì thấy run quá. Cho con xin gửi lời chào hết tất cả mọi người nhé. Hôm nay sơ có gì đang ngoài Thanh Hóa, cũng một vài công việc ở đây rồi, hôm nay đi làm việc từ thiện với cha thường. Thăm một bệnh nhân nào đó thì Sơ Hải cũng chưa có gặp. Tôi hy vọng là trong chuyến đi này chúng ta sẽ cùng nhau công tác với nhau, cầu nguyện cho nhau để sự việc bác ái của nhà Chúa luôn luôn được an bình và mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Rồi bởi vì gặp được Chúa, rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả những người bạn thân thương của Sơ luôn đồng hành với Sơ, nhất là những người mà đồng hành với Sơ trong công việc giúp đỡ các bác. Thì đây là tất cả những công việc của Chúa. Xin Chúa luôn chúc lành và cầu nguyện rất nhiều cho thường. Để Sơ Hải đứng trước mặt cha thường bớt ra run đi một chút. Sơ Hải mà trước mặt cha thường mà Sơ Hải mà run nữa thì người khác chắc là phải phải cầm cập lên đúng không? Đây đứng với cha thường là tự thấy run. Mà trong bệnh viện chắc là run hơn tại vì có cha thường. Tôi cũng muốn cha thường nhiều nhé. Rồi. Mời để cùng cộng tác với ngài nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Rồi cảm ơn Sơ Hải nha. Cảm ơn Sơ Hải. Đây là bác. À bác ạ. Bác hôm nay thì có cha Hường và Sơ đến thăm bệnh nhân. Thì mình có trao đổi với Sơ với cha một số tình hình của bệnh nhân. Thì cha nắm được trong quá trình mà mình làm việc. Nếu có khó khăn như thế nào thì bác có thể báo cho cháu và cha Hường đấy. Thì có cháu có hỗ trợ thì cho mình quá trình điều trị, làm việc. Thì cháu cố gắng hỗ trợ cho cháu. Vâng. Và thì hôm nay là đây là có chị Vân làm công tác tôi một bệnh viện đa khoa tỉnh dẫn cha với Sơ Hải đến đây để thăm anh Bùi Kính Cần. Ở đây thì trường học này thì hôm qua thì cha Phú và cha Phú Môn có cha Phú thì có báo cho cha tỉnh hôm qua thì cha cũng bệnh từ quán rồi cho nên là bây giờ bố xuống thăm Cần phải đâu.
tiền máu thì mình cho nó máu viện cho anh chị. Đây là có người giúp truyền máu rồi. Đây chứ còn chưa chồng bị bệnh như vậy rồi vợ có bệnh gì không mà ốm đau ốm teo vậy? Con chỉ ốm bệnh thiếu kinh tế thôi. Thiếu kinh tế thôi. Nhà mình là dân tộc Mường đó, giáo hội được tư môn thì gia đình khó khăn, chắc cũng được biết là gia đình rất là khó khăn, cũng là anh bị sơ gan nên là mấy vòng trời thì không có đi làm được, kinh tế cũng rất là khó khăn, nên là hôm nay có sơ hãy từ trong miền Nam mới vừa ra nhé. Chúng ta thì bên Caritas bên Tòa Giám mục Thanh Hóa cũng đến đây để thăm để cầu nguyện cho ấy, có một ít quà để giúp cho gia đình trong cái lúc khó khăn này. Hôm nay thì ta đến thăm nhá, gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn nên là ta cũng có một ít quà của các cá nhân của ta ra sinh hóa giúp đỡ cho gia đình con cháu cái lúc bệnh hoạn, lúc khó khăn này. Thì đây là số tiền là 5 triệu đồng nhé, 5 triệu đồng của các cá nhân của ta ra sinh hóa cho chồng của con cháu năm nào. Còn đây là tiền của sơ hải nãy nhé, cho 5 triệu mấy của các cá nhân của ta sinh hóa nhé. Tôi không có đôi lời cảm ơn các anh nhé. Vợ chồng con xin từ đáy lòng xin cảm ơn chúng ta và các anh sau các anh đã giúp đỡ gia đình của con Rồi trong cái lúc mà bệnh tật như vậy thì con cầu nguyện với Chúa Cha và các sơ để mọi người cũng sẽ gặp ý được cầu nguyện cho chồng và con được gặp thầy để được ông chữa lành nhé, được khỏi bệnh để mau về với gia đình, nhất là một con để bán với Chúa, cầu xin với Chúa nhé, Chúa không bỏ rơi mình đâu. Những cái lúc mà bệnh tật, những cái lúc mà ốm đau như vậy, lúc mà mình cần chạy đến với Chúa để thôi. Niềm tin của mình là cầu xin của mình thì chắc chắn sẽ nhớ lời cho chồng con được khỏi bệnh nhé. Rồi cho chúc con mau được khỏi bệnh về ngày nhé. Con xin một cái chỉ có tiền trong công việc em biết rồi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!